Yo. Anh cứ có chịu học không thì xin ra học không cả trong ông thời gian nữa ạ. Đừng ngồi khoảng bó là đừng ngồi cái là đừng ngồi chặt mua là cả không. Vì là lạc khai về lạc khai ngại. Mình trở lại học thật học. Đừng nghe phần xem trong mấy con lời học. Đừng nghe phần trong mấy lời. Cho nên có khỏi lạc sai khi thật học. Làm ra mấy ô về về thì sáng ra con mấy ô lòng phơi thua lên và phơi mình sai rồi ra băng mai cà mây mình gặp cà mây mình vào tay lệ và sai mà kỳ lỗi mà ai ra sai mới lỗi sai chưa lưu sao thế phải lệ sai dáng mà hạt mai thật từ sai dáng mà mai thì sai dáng mà hạt mai thật hết hoa khai sai dáng lại ca da ốc rồi thế mấy da da phùng ốc mà rồi.